Xin kính chào quý vị và các bạn. Điều chúng ta quan tâm đến trong mấy ngày nay là cơn bão Maysak, thì rất may mắn là sau khi đi vào Biển Đông vào ngày hôm qua, bão đã nhanh chóng suy yếu và đến thời điểm hiện tại chỉ còn là một vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, nên gần như là không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền, hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nguyên nhân gây ra nắng nóng ở các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, ở tại khu vực Bắc và Trung Bộ đã suy yếu nhanh trong ngày hôm nay, nên trên toàn khu vực miền Bắc trời nhiều mây hơn và nhiệt độ thì cũng đã giảm đi đáng kể. Nắng nóng về cơ bản đã kết thúc. Sang đến ngày mai, cùng với sự di chuyển của khối không khí lạnh từ phía Bắc, thời tiết sẽ biến đổi hoàn toàn. Do có sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển bởi sự kết hợp của hai khối không khí có tính chất trái chiều, nên một đợt mưa rào và dông trên diện rộng sẽ xuất hiện. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, trời chuyển mát mẻ hơn, thậm chí còn se lạnh vào đêm và sáng ở vùng đồng bằng. Còn ở tại khu vực vùng núi thì có nơi còn ở ngưỡng rét nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là dưới 28 độ. Xuống đến khu vực miền Trung, trong đêm nay và ngày mai suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây hơn và nền nhiệt độ thì giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở hầu hết các nơi trên khu vực đều dưới 33 độ, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở trên khu vực. Đến chiều và tối thì sự khuếch tán của không khí lạnh từ phía Bắc xuống phía Nam cũng gây nên sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển ở tại khu vực Bắc Trung Bộ, khiến mưa rào và dông xuất hiện ở khu vực này. Trong cơn dông thì cũng có khả năng xảy ra mưa đá, tố lốc và cả gió giật mạnh, nhất là đối với các tỉnh vùng núi, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày mai thời tiết ít biến đổi, trời vẫn là ít mưa và có nắng, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Tình trạng khô hạn còn duy trì ở khu vực, nên người dân nơi đây cần có những kế hoạch sử dụng điện nước hợp lý trong những ngày sắp tới. Ở phía Nam thì các tỉnh khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời tiết vẫn chủ yếu là không mưa, ngày trời có nắng. Tuy nhiên, điều đáng mừng là nền nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần. Mức giảm nhiệt mặc dù là không nhiều, nhưng cũng làm cho bầu không khí ở khu vực này dịu đi. Nắng nóng chỉ có xuất hiện ở một vài nơi thuộc các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và cường độ thì cũng suy giảm đi nhiều. Riêng các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên như là ở tại Đắk Nông hay là Lâm Đồng, chiều tối mai thì mưa dông cục bộ có khả năng xảy ra và không loại trừ nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như là mưa đá hay là gió giật mạnh. Vì vậy bà con cần phải lưu ý phòng tránh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và hầu khắp các nơi trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, thì gió vẫn duy trì cường độ trung bình. Tuy nhiên là từ ngày mai, cùng với sự xâm nhập của khối không khí lạnh từ phía Bắc, thì gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và ở tại vùng biển phía Bắc của Biển Đông sẽ có hướng Đông Bắc mạnh dần lên với cường độ là mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 gây ra biển động. Như vậy thì nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ khi một đợt không khí lạnh tràn về, đi cùng là một đợt mưa rào diện rộng xuất hiện. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và mưa đá. Trong khi đó thì các tỉnh phía Nam thời tiết ổn định, phổ biến là ít mưa hửng nắng. Và đến đây bản tin thời tiết tổng hợp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một tối vui vẻ. We'll be right back.